Sách Thi Thiên chương 24. Vua Vinh Hiển vào thành Si-ôn. Đất và muôn vật trên đất, thế giới và những người ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì Ngài lập nền trái đất trên biển cả và đặt nền nó trên các dòng nước. Ai sẽ lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ đứng nổi trong nơi thánh Ngài? Đó là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, không hướng linh hồn mình vào thần tượng hư không, cũng chẳng hề thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ nhận được ân phước từ nơi Đức Giê-hô-va và sự công chính từ nơi Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi mình. Đó là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hỡi các cổng, hãy ngẩng đầu lên. Hỡi các cửa cổ kính, hãy mở cao lên, thì Vua Vinh Hiển sẽ vào. Vua Vinh Hiển này là ai? Chính là Đức Giê-hô-va đầy sức mạnh và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh mẽ trong chiến trận. Hỡi các cổng, hãy ngẩng đầu lên. Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, thì Vua Vinh Hiển sẽ vào. Vua Vinh Hiển này là ai? Đó là Đức Giê-hô-va vạn quân, chính Ngài là Vua Vinh Hiển. Sách Ma-thi-ơ chương 24. Lời báo trước về sự hủy phá Jerusalem. Khi Đức Chúa Giê-xu đang đi ra khỏi đền thờ, các môn đồ đến gần chỉ cho Ngài xem những công trình kiến trúc của đền thờ. Ngài nói: các con nhìn thấy tất cả những điều này phải không? Thật ta bảo các con, nơi này sẽ không còn một viên đá nào chồng trên viên đá khác mà không bị đổ xuống. Khi Ngài đang ngồi trên núi Ô-liu, các môn đồ đến hỏi riêng Ngài rằng: xin nói cho chúng con biết bao giờ việc ấy sẽ xảy ra, và có điểm gì báo trước về sự quang long của Thầy và thời kỳ tận thế? Đức Chúa Giê-xu đáp: hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con. Vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là đấng Christ, và sẽ dối gạt nhiều người. Các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy thận trọng, đừng bối rối, vì việc này phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Vì dân này sẽ nổi lên nghịch với dân khác, nước nọ chống đối nước kia, đói kém, động đất sẽ xảy ra nhiều nơi. Tất cả những điều này chỉ là khởi đầu của các cơn chuyển dạ. Khi ấy, người ta sẽ nộp các con, khiến các con bị hoạn nạn và giết chết các con. Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh ta. Bấy giờ, nhiều người sẽ vấp ngã, phản bội nhau, thù ghét nhau. Nhiều kẻ tiên tri giả sẽ xuất hiện và lừa gạt nhiều người. Và vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến. Khi các con thấy điều gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn cho nơi thánh, như lời tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải hiểu, thì ai ở trong miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà thì đừng xuống chuyển đồ đạc trong nhà, ai ở ngoài đồng chớ trở về lấy áo choàng. Trong những ngày ấy, khốn cho phụ nữ mang thai và các bà cho con bú. Hãy cầu nguyện để các con không phải chạy trốn vào mùa đông hoặc vào ngày Sa-bát, vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ lúc sáng thế đến bây giờ chưa từng có, và về sau cũng chẳng bao giờ có như vậy. Nếu những ngày ấy không rút ngắn thì chẳng có một người nào được cứu, nhưng vì những người được chọn nên những ngày ấy sẽ được rút ngắn. Khi ấy, nếu có ai nói với các con rằng: kìa, đấng Christ ở đây hay ở đó, thì đừng tin. Vì những kẻ giả danh đấng Christ là bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu lạ, phép màu lớn để dối gạt, và nếu có thể, chúng dối gạt cả những người được chọn. Này, ta đã nói trước cho các con rồi. Vì vậy, nếu họ bảo các con rằng: kìa, Ngài ở trong hoang mạc, thì đừng đến. Kìa, Ngài ở trong nhà, thì đừng tin. Vì như chớp phát ra từ phương đông lóe sáng đến phương tây thể nào, thì con người cũng sẽ đến thể ấy. Xác chết ở đâu, kênh kênh bâu lại đó. Ngay sau những ngày hoạn nạn đó, mặt trời sẽ tối, mặt trăng sẽ không chiếu sáng, các ngôi sao sẽ từ trời sa xuống,
và các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động. Khi ấy, dấu hiệu của con người sẽ xuất hiện ở trên trời. Mọi dân trên đất sẽ than khóc và sẽ thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn vang dội để tụ họp những người được chọn ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này đến tận phương trời kia. Hãy rút ra bài học từ cây vả. Khi cành vừa đâm chồi, ra lá thì các con biết mùa hạ sắp đến. Cũng vậy, khi các con thấy tất cả những điều này thì biết rằng con người đã đến gần, đang ở ngay trước cửa. Thật, ta bảo các con, thế hệ này sẽ không qua đi cho đến khi mọi điều ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta nói sẽ không bao giờ qua đâu. Không ai biết được ngày Chúa trở lại. Còn về ngày và giờ thì không ai biết được, cả thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, chỉ một mình Cha biết mà thôi. Như trong thời Noe thế nào thì lúc con người đến cũng thế ấy. Trong những ngày trước nạn lụt, người ta ăn, uống, cưới gả cho đến khi Noe vào tàu. Họ không biết gì hết cho đến khi nước lụt tràn đến và cuốn đi tất cả. Khi con người đến cũng sẽ như vậy. Lúc ấy, có hai người nam đang ở ngoài đồng. Một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Có hai người nữ đang xây cối. Một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vì vậy, hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết canh nào kẻ trộm đến thì sẽ tỉnh thức, không để nó xâm nhập nhà mình. Vì vậy, các con cũng phải sẵn sàng, vì con người đến trong giờ các con không ngờ. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, được chủ giao quản lý nhà mình để cấp phát thức ăn cho đúng giờ. Phước cho đầy tớ ấy, khi chủ đến thấy làm như vậy. Thật ta bảo các con, chủ sẽ giao cho đầy tớ ấy quản lý toàn bộ tài sản của mình. Nhưng nếu là đầy tớ gian ác, nó thầm nghĩ rằng, chủ ta chưa về ngay đâu, rồi bắt đầu đánh đập các bạn cùng làm đầy tớ như mình, và ăn uống với phường say rượu. Chủ sẽ đến trong ngày nó không ngờ, trong giờ nó không biết, trừng phạt nó nặng nề, và cho nó cùng chung số phận với những kẻ đạo đức giả, ở nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Sách Ê-sai chương 5. Bài ca vườn nho. Tôi sẽ hát cho người yêu dấu của tôi một bài ca về người yêu dấu tôi và vườn nho người. Người yêu dấu của tôi có một vườn nho trên một ngọn đồi màu mỡ. Người đào xới đất, lượm sạch đá và trồng loại nho tốt. Người dựng một tháp canh giữa vườn và đào một hầm ép rượu. Người mong chờ nó sinh trái tốt, nhưng nó lại sinh trái nho hoang. Vậy bây giờ, hỡi dân cư Jerusalem và người Juda, hãy phân xử ta với vườn nho của ta. Có điều gì ta cần làm cho vườn nho của ta mà ta không làm cho nó chăng? Tại sao ta mong nó sinh trái tốt mà nó lại sinh trái nho hoang? Bây giờ, ta cho các ngươi biết những gì ta sắp làm cho vườn nho của ta. Ta sẽ phá rào để nó bị cắn nuốt. Ta sẽ hạ tường để nó bị dày đạp. Ta sẽ khiến nó trở nên hoang tàn, không được tỉa sữa, cũng không được vun xới. Gai gốc và bụi rậm mọc lên tùm. Ta cũng truyền cho mây không đổ mưa trên nó nữa. Vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân chính là nhà Israel, còn người Giu-đa là những cây trồng mà Ngài vui thích. Ngài mong thấy công lý mà chỉ thấy sự phạm pháp. Ngài mong sự công chính mà chỉ có tiếng kêu la. Kết án những bất công trong xã hội. Khốn cho những kẻ thêm nhà vào nhà, thêm ruộng vào ruộng, cho đến khi chẳng còn chỗ trống nào, và các ngươi sống một mình giữa xứ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vào tai tôi: thật, có nhiều nhà sẽ bị bỏ hoang, những nhà lớn và đẹp ấy sẽ không có người ở. Một vườn nho khoảng 4 hecta chỉ sản xuất được 22 lít rượu nho, 220 lít hạt giống chỉ được 22 lít lúa. Khốn cho kẻ dậy sớm để chạy theo rượu, nấn ná mãi đến chiều tối để rượu nung đốt họ. Trong các yến tiệc của họ có đàn hạt, đàn lia, trống nhỏ, sáo và rượu. Nhưng họ không lưu ý đến công việc Đức Giê-hô-va, cũng chẳng nhìn xem việc tay Ngài làm.
Vì vậy, dân ta bị lưu đày vì thiếu hiểu biết. Người quyền quý của họ sẽ phải chịu đói, còn quần chúng phải chịu khát. Bởi thế, âm phủ mở rộng lòng tham muốn của nó và há miệng rộng vô cùng. Người danh giá và quần chúng, kẻ hay cãi cọ và kẻ say sưa đều rơi xuống đó. Loài người bị khuất phục, con người bị hạ thấp, con mắt kẻ ngạo mạn bị hạ xuống. Nhưng Đức Giê-hô-va vạn quân được tôn cao khi phán quyết. Đức Chúa Trời là thánh, bày tỏ chính Ngài là thánh trong sự công chính. Bây giờ, những chiên con sẽ ăn cỏ như trong đồng cỏ mình. Những người tạm cư sẽ ăn nơi đổ nát của kẻ giàu. Khốn cho kẻ dùng dây dối trá kéo sự gian ác, như dùng cáp kéo xe mà lôi kéo tội lỗi. Họ nói, xin vội vã và nhanh chóng thực hiện công việc Ngài, để chúng tôi được thấy. Xin chương trình của Đấng Thánh Israel được thực thi, được thành tựu để chúng tôi được biết. Khốn cho những kẻ bảo ác là thiện, bảo thiện là ác, lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối, lấy đắng làm ngọt, lấy ngọt làm đắng. Khốn cho những kẻ coi mình là khôn ngoan và tự cho mình là thông sáng. Khốn cho những tên bọn rượu và bọn chuyên pha chế các thức uống say. Khốn cho những kẻ vì nhận hối lộ mà xưng công chính cho kẻ có tội và tước đoạt sự công chính của người công chính. Cuộc xâm lăng của ngoại bang được báo trước. Vì thế, như lưỡi lửa thiêu nuốt rơm rạ và cỏ khô tiêu tan trong ngọn lửa, thì gốc rễ của họ sẽ mục nát và nụ hoa của họ cũng bay đi như tro bụi. Vì họ đã loại bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va vạn quân và xem thường lời của Đấng Thánh Israel. Do đó, Đức Giê-hô-va đã nổi cơn thịnh nộ với dân Ngài. Ngài giơ tay chống lại họ và đánh phạt họ, núi non đều rung chuyển. Xác chết của họ như rác rưởi giữa đường phố. Dù vậy, cơn thịnh nộ Ngài chưa nguôi và tay Ngài còn giơ ra. Ngài sẽ dựng một ngọn cờ cho các dân tộc xa xôi và thổi còi kêu gọi chúng từ tận cùng cõi đất. Này, chúng vội vã và nhanh chóng chạy đến. Không ai trong chúng mệt mỏi hay vấp ngã, không ai ngủ gật hay ngủ mê, không ai cởi dây thắt lưng hay bị đứt dây dày. Mũi tên của chúng mài nhọn, tất cả cung đều dương lên, vó ngựa cứng như đá lửa, bánh xe như gió lốc. Tiếng gầm của chúng như sư tử, chúng rống như sư tử tơ. Chúng sẽ gầm gừ và bắt mồi đem đi, không ai giải cứu được. Ngày ấy sẽ có tiếng gầm chống lại chúng như tiếng sóng biển ầm ầm. Nếu ai nhìn vào xứ chỉ thấy tối tăm và tai họa, ánh sáng bị mây mù làm cho tối tăm. Sách Ê-sai chương 6. Đức Chúa Trời kêu gọi Ê-sai làm nhà tiên tri. Vào năm Ô-xia băng hà, tôi thấy Chúa ngự trên ngai rất cao, vạt áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Các seraphim đứng chầu quanh Ngài, mỗi vị có 6 cánh, hai cánh che mặt, hai cánh che chân và hai cánh dùng để bay. Các seraphim cùng nhau tung hô rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dãy vinh quang Ngài. Tiếng tung hô ấy vang dội, làm cho các trụ cửa nơi ngưỡng cửa rung chuyển và đền thờ đầy dãy khói. Tôi liền kêu lên: Khốn cho tôi chết mất, vì tôi là người có môi ô uế, ở giữa một dân có môi ô uế, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Bấy giờ, trong các seraphim bay đến tôi, trong tay cầm than lửa đỏ đã dùng kẹp gấp từ bàn thờ. Vị ấy đưa than lửa đỏ chạm vào miệng tôi và nói: Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được xóa rồi, tội ngươi đã được tha rồi. Lúc ấy, tôi nghe tiếng Chúa phán: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa: Có con đây, xin Chúa sai con. Ngài phán: Hãy đi và nói với dân này rằng: Hãy nghe mà để nghe, nhưng các ngươi sẽ chẳng hiểu gì. Hãy xem mà để xem, nhưng các ngươi sẽ chẳng thấy chi. Hãy làm cho dân ấy tối dạ, nặng tai, nhắm mắt, kẻo mắt họ thấy được, tai họ nghe được, lòng họ hiểu được, rồi trở lại và được chữa lành chăng? Tôi hỏi: Lạy Chúa, cho đến bao giờ? Chúa trả lời:
Cho đến khi các thành bị bỏ hoang, không có dân cư, nhà không có người ở, và đất đai trở nên hoang vu hoàn toàn. Cho đến khi Đức Giê-hô-va dời dân đi xa, và nhiều nơi trong xứ trở nên điều tàn, cho dù một phần mười còn lại trong số họ sẽ bị thiêu nuốt. Nhưng như khi ta đốn cây thông, cây sòi còn chừa gốc, thì giống thánh là gốc của nó.